Ok, hello, xin chào anh em. Chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với channel của mình. Vẫn là mình Monsu đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ review cho anh em con Fatal Power Awakened. Đấy, đây là một trong những con game mà có lẽ mình đã review cho anh em được một thời gian rồi. Nhưng mà hôm nay mình sẽ review lại cho mọi người. Bởi vì thời điểm hiện tại bây giờ nó đã ra mắt chính thức ở bên server Đài Loan. Đấy, mà anh em biết là so với server Trung Quốc thì server Đài Loan nó có rất là nhiều lợi thế. Đây. Sẽ vào game luôn. Đấy. Hôm nay là đã mở được S2 rồi. Ngày hôm qua là mới chỉ có S1 thôi. Mà lại có S2 rồi này. Để cho các bạn có thể vào trải nghiệm luôn. Nói chung là về link tải game mình sẽ để dưới phần mô tả video cho anh em. Mình chỉ để link tải game thôi. Còn mọi người sẽ phải phụ thuộc rất nhiều vào anh em để có thể tải được nó hay không. Với anh em iOS ấy, thì các bạn sẽ phải chuyển vùng sang Đài Loan hoặc là dùng tài khoản App Store của Đài Loan để tải game. Còn với anh em Android ấy, thì mình sẽ để cho anh em cái tên game ở dưới phần mô tả và dưới phần bình luận. Đấy, cũng như là group thảo luận game của mình ở dưới đấy luôn. Thì anh em chơi Android ấy, có thể tải cái app Wii App về. Đấy, như là vậy. Tên nó là Wii App. Đấy, cú áp đó. Thôi, để tôi hướng dẫn mọi người luôn thì cho nó lại. Đây, mọi người lên mạng tải giúp mình cái app cú áp này về. Đấy, sau khi tải cái app này về, anh em đăng nhập vào, anh em mở cái app này lên và copy cái tên game mà mình gửi cho mọi người ấy, ở dưới phần mô tả và dưới phần bình luận, dán vào đấy và tải về thôi là được. Nó dễ hơn anh em ăn do rất là nhiều. Em Android thì bắt buộc phải chuyển vùng sang Đài Loan hoặc là dùng tài khoản App Store của Đài Loan để tải. Con game này là đến từ nhà phát hành Bubble Time, nhà sản xuất Bubble Time, nó là nhà sản xuất game chứ nó không phải là nhà phát hành. À, nó là vừa là nhà phát hành vừa là nhà sản xuất, nhưng mà con game này thì nó lại không có phát hành tại thị trường Trung Quốc. Đây là một trong những dự án game ra mắt rất là lâu rồi. Nếu anh em mà chơi con Unpacman ấy thì các anh em sẽ được biết là ở cùng thị trường Trung Quốc ấy, con game này còn được lên kế hoạch sản xuất, và hình ảnh đầu game ấy, đầu tiên của game nó còn ra trước cả con Unpack. Nhưng mà vì một vài lý do gì đó mà nó lại không thể ra mắt được. Cay vãi. Chậm mất tầm 4-5 năm. Hình như là hơn thì sao? Hơn cả thế. Ra mắt chậm so với dự kiến. Nhưng mà cuối cùng thì Bubble Time lại không phát hành, mà lại đưa nó cho Tencent phát hành ở thị trường đại lục. Và Tencent thì các bạn biết rồi, chơi game Tencent chỉ có đăng nhập bằng QQ hoặc là WeChat mà thôi. Đấy, nice. Mình còn một lần chưa mộ nữa mà. Anh em nhìn thì anh em sẽ nhìn thấy được cái nét vẽ rất là quen thuộc của Bubble Time. Đấy, cha đẻ của OMG ấy. Đấy, nhìn nét vẽ rất là quen thuộc, và cái cách chơi game, cái gameplay của nó cũng vậy. Các cái hoạt động PvP trong game cũng rất là đặc trưng của nhà phát hành này. Hiện tại bây giờ thị trường Trung Quốc chơi game rất là khó, bởi vì gặp vấn đề về chứng minh nhân dân, giới hạn độ tuổi các kiểu, khó lắm. Nên là những cái bản game mà được đẩy sang bản Đài Loan như thế này thì dễ chơi hơn cho mọi người. Thứ nhất là tải game có thể gọi là dễ hơn. Thứ hai là đăng nhập tài khoản, tạo tài khoản game cũng dễ hơn. Cái lựa chọn này thì nó cũng hơi thiên hướng của cái dòng game idle AFK một chút. Tăng lên X1 hoặc không. Sang chương 3.1. Mình đã có group game này rồi, ở dưới phần mô tả video cho mọi người ấy. Group game anh em bên đấy chơi game bản Trung Quốc. Đấy, nhưng đợt trước mình có review rồi, cách đây khoảng tầm 1 năm mình đã review con game này rồi. Nhưng mà lúc ấy anh em phản hồi rất là tốt, nhưng mà vì lý do tài khoản chơi game quá khó để đăng ký nên là mọi người không chơi được. Bây giờ thì may mắn hơn rất là nhiều rồi. Bản Đài Loan nó lại vừa mới mở nữa, mà bản Đài Loan được cái là nó sẽ rất là nhiều cốt, và đa phần cốt của nó sẽ phân phát theo một tháng, chứ không không hẳn là sẽ có cốt chung đâu. Trong một tháng nó sẽ phát rất là nhiều.
Đấy, đấy là cái điểm đặc trưng ở bên Đài Loan, không phải ở bên Đài Loan đâu mà là nhà phát hành Game Panda ở bên Đài Loan, đấy là cái điểm đặc trưng của chúng nó là như vậy. Thực ra là Game Panda cũng chỉ là một công ty nhỏ của Bubble Time thôi, vì cái nhà phát hành này nó chuyên phát hành các con game ở thị trường Đài Loan, mà đa phần nó mới phát hành được ba con game là OMG Ba Quy, Tân OMG Ba Quy với con này, toàn của Bubble Time hết. Con game mà chỉ đồ họa chỉ là 2D thôi, nhưng mà cái tạo hình chibi của nó là tạo hình đặc trưng, cái nét vẽ nó rất là đẹp, rất là đẹp, gameplay dễ hiểu, dễ chơi và rất là thú vị, update thường xuyên, update tướng thường xuyên từ bản Trung Quốc, đẹp nhẹ nhàng. Nói chung là anh em nào fan của anime, đặc biệt là bộ truyện Hội Pháp Sư này, thì chắc chắn nó sẽ là một lựa chọn không tồi rồi. Thật ra là cái bọn Tencent ấy, anh em để ý kỹ xem, chúng nó có rất là nhiều dòng game của Fatal. Đấy, Fatal hay Fatal ấy, tôi cũng chả nhớ đọc thế nào chuẩn nữa. Nhưng mà chúng nó phát hành nhiều lắm, bởi vì chúng nó nắm trong tay bản quyền của cái bộ anime này. Đấy, đó cũng là cái lý do tại tại sao mà Bubble Time phát hành con game về chậm. Nó sản xuất game thôi chứ nó không phát hành được các bạn. Dính vấn đề bản quyền hình ảnh của cái bộ anime này với tác giả hơi khó. Còn bọn Tencent thì nó nắm độc quyền rồi, nên nó o ép các nhà phát hành khác lắm ở thị trường Trung Quốc của chúng nó ấy. Hình như là sắp tới có con Fatal Fighting như sao ấy. Tôi nghĩ là đồ họa của nó sẽ khá tương đồng với con One Piece Fighting gì ấy. Bữa tôi gì với con One Piece Fighting gì kiểu kiểu vậy, tôi nghĩ là đồ họa nó sẽ thiên về dạng đánh đấm kiểu vậy. Với lại là con game này mà được Game Panda phát hành ấy, thì nó sẽ rất dễ về Việt Nam, bởi vì Game Panda, bởi vì ở thị trường Việt Nam như kiểu VNG đã mua được game, đã từng mua phát hành một vài con game của Game Panda rồi, nên là cái việc thương thảo để xích nó về cũng là việc dễ dễ đấy. Mình đoán là sau con One Pop Man là một trong những cái điểm khá mới mẻ đến từ VNG, thì có lẽ con này cũng sẽ là một con game sẽ được pick về, tôi đoán là sẽ là như vậy. Cái kiểu game turn based như này chưa bao giờ nó hết thời luôn, chưa bao giờ tôi thấy nó hết thời. Chỉ có cái vấn đề đó là dòng game turn based về Tam Quốc thì nó quá nhiều rồi, nên là chúng ta sẽ phải tìm một con game khác với cái chủ đề khác cho nó rộng hơn. Và anime nó là một cái kho luôn các bạn, là một cái vũ trụ luôn, quá nhiều đề tài trong đấy để mà khai thác. Ăn nhau sẽ ở phần đồ họa, các bạn thấy đấy, không có nhiều những con game anime đồ họa xuất sắc. Quay đi còn lại chắc chỉ có Pokemon One Piece thôi, Dragon Ball thì cũng lác đác lắm, nhưng mà One Piece thì nhiều. Nhưng mà những con game với các dòng con anime khác như thế này thì lại rất là hiếm có con turn based mà thủ dạng hay, đẹp và dễ chơi. Cá nhân mình thì mình rất thích cái thể loại này, đồ họa nó vừa phải, tạo hình của nó đẹp. Tạo hình thì mình chưa bao giờ chê các con game sản xuất của Bubble. À, chúng ta sẽ có những cái hoạt hoạt động khi mà các bạn đi quét cái ải phụ bản này này, nó sẽ có những cái hoạt động nho nhỏ trong game. Đấy, đây là các bạn vẽ một nét để hết tất cả các đường này. Đấy. Dễ hình dung đúng không nào? Cái thứ hai này. Ok. Ta nhiệm vụ tân thủ ạ, cay thật. À mình nói rồi đấy, mình có group ở dưới phần mô tả video ấy. Anh em có thể vào đấy mà thảo luận. Vì trong đấy có rất nhiều những anh em đã chơi trước rồi. Nhà thôi. Có bỏ qua ngay này. Hệ thống tướng ở đầu game như này thì hình như là lúc đầu game ra là có khoảng hai con SR rồi sao ấy. Nhớ là vậy, sẽ có hai khoảng tầm hai con tướng SR. Nhưng mà trong game này tất cả các tướng đều có thể nâng lên cấp phẩm như nhau hết. Chỉ có điều là những con tướng, có những con tướng đẻ đẻ nó ra nó là tướng SR phẩm cao. Còn lại thì tất cả các tướng đều có thể nâng cấp lên được. Một con tướng SR cũng có thể nâng lên SR.
Môn tướng SR cũng có ở môn tướng SR à. Môn tướng phẩm S chứ, S. S cũng có thể nâng được SR, sau đó là nâng được SR đấy kiểu vậy. Mỗi tội đây là bản Đài Loan. Bản Đài Loan chứ không phải bản C, nghĩa là nó sẽ không có tiếng Anh. Đấy, cái này thì hơi tiếc một chút. Vẫn sẽ không có tiếng Anh mà chỉ hỗ trợ tiếng 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 vẫn sẽ vẫn là tiếng Trung thôi. Tiếng đài như là Trung Trung phồn thể hay sao? Cái tân thủ này làm bắt đầu lâu thế. À, mở thêm hoạt động mới rồi. Đây như kiểu là phó bản mà. Ở đây chúng ta sẽ có một cái những cái bộ chiêu thức gọi là hợp kích. Đấy, dần tương đồng giống kiểu hợp kích hay là gọi là kỹ năng bổ sung trong trận đấu ấy. Các bạn có thể sử dụng nhưng các bạn vẫn phải sưu tập nhé, sưu tập tướng này để kích cái hợp kích của nó này, sau đó sưu tập cả cái hợp kích kia nữa thì phải. Cũng lâu rồi mình chưa quay lại con game này. Chúng ta sẽ bắt đầu nâng cấp tướng đấy. Đây là nâng giống kiểu nâng sao nâng cộng thôi. Nâng cộng. Còn cái trên này mới là nâng cấp. À, cái này là liver. Nâng cấp ở dưới này. Đấy, các bạn sẽ dùng mảnh con tướng đó để nâng cấp. À, nâng cấp lên đây là sẽ tăng lên một cái bậc mới. Đó, kiểu vậy. Dễ cho anh em hình dung nó là như thế. Đây là đổi tướng à. Ừ, đổi tướng này. Không có trang bị nhanh ở đây à? À đây đây, trang bị nhanh đây. Đấy, trang bị nhanh. Đó. Riêng với bản bản Đài Loan này cũng dễ nạp hơn cơ, bản Đài Loan này cũng dễ nạp tiền hơn. Đấy, nạp bằng visa được. Anh em mà không nạp được có thể liên hệ mình, có thể nạp hộ các bạn. Bởi vì con game này mình cũng nạp cho một số anh em chơi ở các server kiểu của OMG vậy là của Tân OMG rồi. Đây là các cái event của game này. Hoạt động 7 ngày, các bạn làm nhiệm vụ để nhận được cái thẻ quay tướng nhá, cố gắng lên. À, lâu lắm rồi tôi không chơi nó đấy. Ác tôi ở bên server Trung Quốc cũng gọi là tạm tạm rồi nhưng mà giờ thấy bận quá thế là tôi nghỉ. Wow, đây là vé tháng à. Chúng ta có 3 loại loại vé. Đấy. Vé thường, vé VIP, rồi đây là cũng là vé VIP hay sao? Cũng là à, đây là vé thường nhưng mà nạp nạp cho 3 tháng. Ờ đấy, nạp cho 3 tháng với giá chỉ là 300. Ba này là 300 gì ấy, 300 tiền hay sao? Ừ, đấy kiểu vậy thôi. Ừ, cũng thú vị. Tiền các kiểu này. Cái này thì mình không nhận được à? Này mình không nhận được. Phải nạp tiền mới nhận được cái đấy. Cái này giống như kiểu là quỹ trưởng thành ấy. Ừ. Các bạn đủ liver các bạn nhận được gói ở trên, còn các bạn muốn nhận nhiều hơn thì các bạn nạp nạp tiền vào nhận gói ở dưới. Đấy kiểu vậy, cái này cũng vậy này. Cái này là cái gì đây? Cái này chắc tôi nghĩ là nhập mã mời rồi. Nhập mã 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 mời game, mã mời game. Mã 10 game thì có lẽ là sẽ là lên level 30. À, khi anh em đạt được level 30 thì các bạn sẽ có một cái mã mời. Các bạn đi share cái mã mời cho những cái ông chơi chơi mới server ấy, để người ta nhập ở đây thì các bạn sẽ nhận được quà. À, không, các bạn nhập mã mời sẽ nhận được cái quà này. Còn những cái ông mà được có mã mời thì sẽ cũng được cái lợi tức khác. Ồ, mà lợi tức đó là gì có trời biết. Lúc đó thì trải trải nghiệm biết, đây là kiểu bỏ nhân vật ra bên bên ngoài thôi, chọn nhân vật hiển thị ở bên ngoài màn hình với logo, đây lại là cái gọi là đấy cái avatar ở trên này, này đấy. Còn cái này là chỗ nhập code rồi đấy, chỗ nhập code rồi. Bây giờ tôi cũng chưa thấy có cái code nào trong game, nào có code thì tôi lại share cho anh em vậy. Ô, cái này nạp tiền mà bấm vào luôn mà nó không có chỗ nhận mà nó cứ chấm hiện chấm đỏ làm gì ta, lừa. Này mua bằng xu rồi. Còn cái này là nạp thẳng. Cái này mua bằng xu ở trong này. Xu này thì các bạn cũng nạp vào thôi. Mà được cái là các bạn sẽ dùng nhanh hơn thôi. Kiểu vậy. Còn túi đồ có gì nào? Cái khung khung avatar này. À, ghép tướng này. Đó. Game này thì các bạn cứ chăm chỉ quay quay tướng thôi. Sau đó các bạn tích tiền. Rất nhiều sự kiện về sau này. Tướng thì nó sẽ ra dần dần. Tướng SSR hay là tướng... tướng... UR sao nhỉ? À, SSR.
thì các bạn cũng có thể sở hữu được thôi, sở hữu được hết, quay ra là được. Còn một số con tướng về sau này nó mới update đấy, nó kiểu mới update thêm ấy, thì lúc đầu sẽ hơi khó lấy, nhưng mà dần dần nó cũng cho free, à nó cũng cho các bạn kiếm một cách bằng cách tích KNB để quay hết đấy mà. Đấy, đại loại thế. Ok, cho con game này mình xin phép review đến đây cho mọi người thôi. À đây này, thằng này nó có cái mã mời này. Đấy, 9CKD2 này, 9CKD2. Đó, ok, chỗ nào nhỉ? Chỗ mình vừa vào bấm chỗ nào nhỉ? Đây à? Ok, đây phải, đây là quà đăng nhập 7 ngày, 9CKD2. Đây, 9CKD2. Ok, nó lại không hiện cái gì nhỉ? Má cái game này. Ở lại. Đó, xanh chín. Thế thôi, nếu mà tôi lên level 30 thì tôi sẽ hiện một cái mã mời. Các bạn cũng vậy, sau đó là lúc mà các bạn có mã mời thì các bạn sẽ cho người khác người ta nhập. Đó, chắc chắn là khi mà các bạn là level 30 sẽ mở một cái ô quà gì đó, vân vân ở mây mây gì đó, sau đó là nếu như có người nhập mã mời của các bạn và họ đạt những cái mốc level nhất định ấy, hay là số người nhất định, các bạn sẽ nhận những phần quà khác, tôi đoán như vậy. Quà mã mời lúc nào nó chả là thế đúng không nào. Rồi ok, video mình xin phép kết thúc ở đây thôi. Link ở dưới phần mô tả video, không thì tham gia group của mình để lấy nhá. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo. Bye bye mọi người. Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history. Yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I.